Chào anh chị cô chú, Long Hoài rất vui được gặp lại anh chị cô chú trong một video mới nhất về review bất động sản tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và ngày hôm nay Long Hoài muốn giới thiệu một thửa đất vườn. Đất thì rất là bằng phẳng và màu mỡ, đất phủ hồng một nửa là cây lâu năm. Anh chị cô chú mình có thể lên thổ cư được. Đất nằm trên trục đường nhựa rất là thông thoáng và trên đất có sẵn cây ăn trái đã cho thu hoạch kiểu quả. Và hình ảnh mà anh chị cô chú vừa xem vừa rồi đó là công ty Cao Phát. Cạnh với công ty Cao Phát là con đường Bình Giả Đá Bạc, một con đường liên huyện nối từ ngay thị trấn Ngã Giao để chạy thẳng về tới biển Hồ Tràm, biển Hồ Cốc luôn ha anh chị. Và đất của chúng ta nằm trên một trục đường nhựa, dân cư thì xung quanh thì cũng có nhà dân. Và chúng ta di chuyển tầm khoảng cỡ 300m, 400m nữa thôi là mình sẽ có một cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Không khí ở đây thì cực kỳ mát mẻ và khá là trong lành. Sản phẩm ngày hôm nay nó có tổng diện tích 833m2 và có mặt tiền đường nhựa, di chuyển về tới trung tâm của huyện Châu Đức là thị trấn Ngã Giao chỉ tầm khoảng 1,5 km thôi, và di chuyển về biển Vũng Tàu tầm khoảng cỡ 40 km, di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh mình mất tầm khoảng cỡ 70 cây số thôi ha anh chị, và có một khung giá là khoảng hơn 1 tỷ thôi ha anh chị. Long Hoài xin mời anh chị cô chú cùng cố gắng xem hết video ngày hôm nay. Hướng này anh chị cô chú mình chạy tầm khoảng cỡ 400m thôi, mình đã ra tới công ty Cao Phát và con đường liên huyện, con đường Bình Giả Đá Bạc rồi ha anh chị ha. Ở đây thì mặt đường nhựa nông thôn mới, rộng 6m, ô tô xe tải đi lại thoải mái. Trước đất của chúng ta thì cũng có dây điện nè, cũng có dây wifi, rồi có ánh sáng, rồi có nước máy luôn ha. Và di chuyển thẳng theo hướng này tầm khoảng cỡ 300m tới 400m thôi là mình sẽ có một cái view cánh đồng ruộng lúa mênh mông bát ngát luôn. Và nếu mà mình di chuyển thẳng nữa rồi quẹo qua nữa là mình sẽ tới con đường Bình Giả Đá Bạc, một con đường liên huyện nối từ thị trấn Ngã Giao để về tới Hồ Tràm Hồ Cốc ha anh chị. Và ranh giới của chúng ta là từ đây, từ cái mí hàng rào bên này nè, mình đổ qua tới cây trụ điện này nè anh chị, là mình được 7m mặt tiền đường thể hiện trên sổ ha. Và cái cạnh bên này á, là mình được 119m, cái cạnh bên kia mình được 119m luôn. Ở đằng sau của mình là 7m, sổ thì khá là vuông vắn, không có bị tớp hậu, không có bị nó hậu gì hết ha anh chị. Phía trước đất của chúng ta thì không vướng trụ điện, không vướng hố ga, đất thì bằng phẳng và loại đất là loại đất đỏ Ba Gian. Cái cạnh bên tay trái màn hình của anh chị là đã có cắm cột mốc hết rồi ha. Còn bên tay phải của mình là cặp với cái căn nhà này. Thì cái mảnh đất này với cái căn nhà này là một chủ ha anh chị, nhưng mà có hai sổ riêng biệt hết rồi. Và anh chủ đất này anh muốn nhượng lại cái quyền sử dụng đất này cho anh chị cô chú nào có nhu cầu ha anh chị. Phía trước này thì mình có một vài cái cây bông hoa ha anh chị. Cây bông hoa này màu vàng. Hoài cũng không rành là cây hoa gì, nó kiểu giống như là cây bồ cạp vậy đó. Ở phía sau này đi thẳng ra là mình có rất là nhiều loại cây ăn trái ha. Cái ưu điểm của mình là nằm trên trục đường nhựa, đất của mình phủ hồng ha. Và cái khuyết điểm của mình là cái chiều dài nó cũng khá là dài anh chị mà. Và tổng diện tích của chúng ta là 833m. Nếu mà sau này anh chị cô chú mình mà sở hữu thì là chủ nhà sẽ gỡ cái mái tôn lúc nãy ha. Rồi bây giờ Long Hoài đi ra phía sau để quay thửa đất phía sau ha. Cảnh ở phía sau này là đã rào lưới rào kẽm gai là hết rồi. Trên đất thì có cây ăn trái như ổi nè, dừa nè, rồi chôm chôm nè, đất thì bằng phẳng, đất đỏ Ba Gian. Ở đây nếu anh chị cô chú mình di chuyển ra chợ là cũng tầm khoảng cỡ 500m thôi. 500m là mình ra tới ngay chỗ công ty Phúc Vinh á, 400-500m là mình ra tới ngay chỗ công ty Phúc Vinh. Thì ngay chỗ đó là có chợ sáng, chợ chiều, rồi bán buôn là rất là tấp nập anh chị. Tại vì ngay chỗ công ty Cao Phát nó cũng thu hút rất là nhiều lượng công nhân cũng như là chuyên gia về đây công tác. Và Long Hoài cũng nói luôn ha, công ty Cao Phát là công ty sản xuất về hạt điều à, cho nên nó cũng đỡ được ô nhiễm, nó cũng đỡ từ tiếng ồn ha anh chị. Ở đây thì mảng xanh nhiều cho nên là không khí mát mẻ. Với lại nó được cái là nó gần cái đồng ruộng á, cho nên là không khí nó cực kỳ mát mẻ anh chị. Đất đây thì đất đỏ Ba Gian bằng phẳng và ranh giới thì đã ổn định rồi. Cạnh bên này thì chúng ta đã có lưới B40, đã có hàng rào kẽm gai. Xác định lại ranh giới rồi. Còn cạnh kia, ví dụ như anh chị cô chú mình mà sau khi sở hữu mình đề nghị chủ đất là cấm ranh giới cho chúng ta. Rồi, còn đây là những hình ảnh ở trên playcam ha anh chị. Đất của chúng ta là cạnh với căn nhà này. Trước đó thì không vướng trụ điện, không vướng hố ga gì hết ha. Bay thẳng xuống, ngang của mình là 7m, bay thẳng xuống là 119m lận. Ở sâu cũng 7m. Nó cũng khá dài ha anh chị. Đó, cặp với con đường nhựa đó, đó là con đường liên huyện rồi anh chị. Con đường đó có tên là đường Bình Giả Đá Bạc, đường ngay chỗ công ty Phúc Vinh đó ha. Rồi, bây giờ Long Hoài đưa lấy cam ở phía cuối đất bay lên trên cao. Mình thì được khoảng cỡ gần 10 cây dừa ha anh chị ha. 10 cây dừa, 2 cây chôm chôm, rồi ổi, rồi cóc, rồi những bông hoa, những cây trái. Cây bưởi nữa, có bưởi nữa ha.
sát bên với chúng ta thì cũng có dân cư ha. Mặt độ dân cư thì nó chưa đông lắm, nói chung là cũng có nhà, xung quanh chúng ta thì có nhà ha. Rồi còn đây là một góc quay khác, là ngoài đưa lây cam từ góc quay bên hông đó, ngay đó của chúng ta là cạnh dưới căn nhà này nè ha anh chị, ngay chỗ cuối màn hình đó. Đi thẳng ra tầm khoảng vài trăm mét thôi là mình sẽ đụng công ty Phúc Vinh, mà kế công ty Phúc Vinh là con đường Liên Nguyễn. Con đường đó nối ngay chỗ con đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình, ngay thị trấn Ngãi Giao đó chị, thẳng một đường ngay chỗ chiếc xe tải đang chạy đó, thẳng một đường hướng đó là mình sẽ về tới Hồ Tràm. Và cách biển Hồ Tràm á, biển Hồ Tràm là tầm khoảng cỡ 30 km thôi anh chị ạ. Di chuyển thẳng hướng này là mình sẽ về tới trung tâm của thị trấn Ngãi Giao, cách tầm khoảng cỡ 150 km ha. Và trước khi mình về tới trung tâm thì mình sẽ qua cái bệnh viện Đông Tây. Ở đây ở thị trấn Ngãi Giao đó, ngay chỗ mật độ dân cư đông đó là thị trấn Ngãi Giao rồi anh chị. Ở thị trấn Ngãi Giao thì nó có tới ba cái bệnh viện luôn ha, bệnh viện Đông Tây, bệnh viện mới và trung tâm y tế của huyện, rồi tất cả những cơ quan hành chính, những cơ quan buôn bán hoặc là những cơ quan nhà nước, những cơ quan nhà nước là đều tập trung về huyện này là khá là đông ha anh chị, khá là đầy đủ. Ngay chỗ cái ngọn đồi cao cao đó là khu nghiệp Sona De Gea Châu Đức, thì vị trí đất của chúng ta cách với khu nghiệp Sona De Gea Châu Đức là rơi vào tầm khoảng gần 10 cây số ha. Đó, đây là công ty Phúc Vinh ha. Công ty sản xuất về hạt điều. Công ty sản xuất của hạt điều ở đây là tách cái vỏ hạt điều ra anh chị, tách cái vỏ hạt điều, lấy cái nhân hạt điều để xuất khẩu. Di chuyển thẳng hướng này nè là mình sẽ về tới ngay vòng ngã 6 Đá Bạc. Nó cách ngã 6 Đá Bạc á, rơi vào tầm khoảng cỡ 4 cây số. Và mình chạy thẳng nữa là mình sẽ về tới biển Hồ Tràm, nếu như mình di chuyển theo hướng này ha anh chị. Rồi, chủ gửi sổ hơi mờ nên chị cô chú mình rất mong anh chị cô chú mình thông cảm ha. Sổ của chúng ta là thửa 121 tờ bản đồ số 68, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích 833 m², hình thức sử dụng riêng. Sổ này thì chưa cấp đổi khu đo. Ví dụ như anh chị cô chú mình mà mua thì mình đề nghị chủ đất cấp đổi khu đo cho mình rồi mình công chứng ha. Còn đây là hình dáng thửa đất, đất của chúng ta quay mặt về hướng bắc ha anh chị. Đường thể hiện trên sổ là đường đất nhưng mà thực tế của mình là đường nhựa, đất của mình thì phủ hồng. Phủ hồng đoạn phía trước và đoạn phía sau là phủ cây lâu năm. Với cái đoạn phủ hồng phía trước thì anh chị cô chú mình có thể đăng ký lên thổ cư. Cái giá mà lên thổ cư ở đây nó rơi vào khoảng 85 triệu trên 100 m² thổ cư ha chị ha. Ở đây thì mình phải lên 100 m² thổ cư, hạn mức thấp nhất là 100 m² thổ cư ha anh chị. Đường thực tế của chúng ta là đường nhựa. Rồi, bây giờ Long Hoài cho anh chị cô chú mình xem quy hoạch tổng thể khu vực này ha anh chị. Bám theo con đường Bình Giã Đá Bạc là phủ hồng toàn bộ, bám theo cái trục đường của chúng ta cũng là phủ hồng luôn ha anh chị ha. Rồi, bây giờ Long Hoài chạy ra ngoài con đường chính để quay quang cảnh xung quanh cho anh chị cô chú mình tham khảo ha. Trục đường này thì đã có nước máy sẵn rồi, nếu anh chị cô chú mình có nhu cầu vô nước máy thì mình đăng ký vô nước máy ha. Trên đất của mình có một cái giếng đào, có sẵn một cái giếng đào ha. Trên đất, trước đất của mình thì cũng có nước máy, nếu mà mình có nhu cầu vô nước máy thì mình cứ đăng ký vô nước máy được ha anh chị ha. Bên góc tay trái màn hình của anh chị đó là công ty Phúc Vinh. Di chuyển thẳng trục đường này là mình sẽ tiếp cận được rất là nhiều tiện ích phục vụ cho nhu cầu sống của con người, vì nó gần với trung tâm huyện mà. Bây giờ Long Hoài báo giá luôn ha anh chị. Thửa đất này được chủ mong muốn với giá là 1 tỷ 100 triệu ha anh chị. Và giá này là còn thương lượng chút đỉnh giấy tờ nữa ha anh chị ha. Giá này tại thời điểm này, một thửa đất phủ hồng nằm trục đường nhựa gần với con đường lớn, gần với trung tâm của huyện, giá 1 tỷ 1, gần diện tích gần 833 m², gần 1000 m², mà có cây trái sẵn thì giá này được cũng hợp lý tại thời điểm này ha. Nếu như anh chị cô chú mình đam mê nhà vườn hoặc là mua để dành, với cái khung giá mà với tầm tài chính mà tầm khoảng 1 tỷ 1 á, thì mình có thể là liên hệ số điện thoại của Long Hoài để trên màn hình để Long Hoài có thể dẫn đi xem đất và gặp chủ. Nhằm khi mình vô mình gặp chủ, mình thương lượng chính chủ á, mình thương lượng được một cái giá tốt nhất thì nói chung là thuận mua vừa bán thôi anh chị. Hợp lý thì mình mua, còn nhiều khi mình thương lượng đàm phán biết đâu chủ hợp tình hợp lý thì người ta có thể là người ta giảm được nữa hay sao ha. Nói chung đất đai thì nó cũng còn cái duyên nữa ha anh chị ha. Di chuyển thẳng trục đường này thì mình sẽ ra tới trung tâm của thị trấn Ngãi Giao, cách cũng tầm khoảng cỡ cây rưỡi thôi, từ vị trí đất của chúng ta cách tầm khoảng cây rưỡi thôi. Khúc mà Long Hoài quay ở đây á, thì dân cư nó hơi ít, nó không có đông nhộn nhịp, nhưng mà nếu mà mình di chuyển thẳng ra thêm cỡ vài trăm mét nữa thôi là dân cư nó bắt đầu nó đông dần ha anh chị ha.
Như ở đây là có bắt đầu là có karaoke nè, rồi có nhà vườn nè, biệt thự nè, rồi những doanh nghiệp mà như xưởng gỗ nè. Ở bên đây thì có chạy thẳng trục đường này á, là mình có trung tâm y tế, có bệnh viện. Nó bắt đầu di chuyển ra gần đây là nó dân cư nó đông dần, bắt đầu đông dần lên nè anh chị ha. Cũng khá là gần. Thì lâu ngoài chạy xe máy mà tầm khoảng cỡ 2 phút thôi là đã tiếp cận được những cái dịch vụ tiện ích này rồi. Rồi Long Hoa xin nhắc lại ha anh chị, thửa đất 833 mét vuông, trên đó có cây ăn trái sẵn khoảng gần gần 10 cây dừa, rồi bông hoa, rồi những cây trái khác. Nằm trên trục đường nhựa ngang 7 mét, một cạnh là 119 mét. Đất phủ hồng có thể đăng ký lên thổ cư. Được chủ rao bán với giá là 1 tỷ mốt, và giá này là mình còn gặp chủ thương lượng đàm phán một giá tốt nhất nữa. Cảm ơn chị cô chú đã dành thời gian xem hết video ngày hôm nay. Mình chúc anh chị cô chú sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoàng có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Hình ảnh anh chị cô chú mình đang xem là phòng khám Đông Tây ha, một trong những phòng khám dân ở đây là thường hay đi khám ở đây rất là nhiều anh chị. Long Hoàng hẹn gặp anh chị cô chú trong một video tiếp theo review bất động sản tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.